Thúy Nga xót xa bắt gặp Kim Ngân ăn ngoài vỉa hè cùng người đàn ông lạ mặt. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, chuyện về Kim Ngân và Thúy Nga đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là người hâm mộ của cặp đôi chị em này. Theo như chúng tôi vừa chia sẻ trước những ngày qua, sau khi giúp Kim Ngân có được căn phòng mới, tinh thần ổn định, thì Thúy Nga lại nhận ra có người hãm hại mình và đàn chị. Quá lo lắng cho Kim Ngân và sự an toàn cho mình, Thúy Nga đã không đăng những video có mặt của Kim Ngân nữa. Nhớ lại hành trình giúp đỡ Kim Ngân, Thúy Nga nhận ra mình quá tin tưởng sư cô, để rồi bị phản bội, giành công cướp quyền chăm sóc Kim Ngân. Theo Thúy Nga chia sẻ, với những tình tiết đáng nghi ngờ, cho rằng sư cô chính là người đuổi Kim Ngân khi đến chùa. Quãng thời gian Kim Ngân mất tích, sau khi vào chùa ở, ta cũng thấy rõ ràng. Mới đây, giọng ca hải ngoại một thời lại bất ngờ bỏ đi, khiến Thúy Nga lo lắng. Vì đã quá quen với những chuyện như thế này, Thúy Nga vô cùng bình tĩnh. Nhiều khi chị ấy hẹn tôi buổi sáng đến đón, nhưng khi tôi đến nơi lại không thấy chị ấy đâu. Do đó, tôi phải đi tìm chị ấy. Sau một lúc tìm kiếm, tôi phát hiện Kim Ngân đang ngồi ăn ở vỉa hè. Sau đó, Thúy Nga đã đưa Kim Ngân đi gặp vị Mạnh Thường Quân, mà theo chia sẻ trước đó của nữ danh hài, thì đây là một người hâm mộ và rất thương Kim Ngân. Người này đã lặn lội từ Chicago đến để thăm nữ ca sĩ. Dù nhận thấy vị Mạnh Thường Quân này rất có lòng, nhưng Thúy Nga vẫn lo sợ Kim Ngân sẽ không chịu gặp người lạ, đặc biệt là đàn ông. Tuy nhiên, điều bất ngờ là lần đầu tiên nữ ca sĩ chịu ngồi ăn trưa cùng với một người đàn ông lạ mà không hề tỏ thái độ hay la lối om sòm. Điều này không chỉ khiến Thúy Nga bất ngờ mà còn làm vị Mạnh Thường Quân vô cùng ngỡ ngàng, bởi anh cho biết cách đây 3 năm từng gặp Kim Ngân nhưng không có cách nào tiếp xúc được. Lúc trước của Thúy Nga, Kim Ngân cũng tỏ ra luôn sợ hãi khi thấy đàn ông, thậm chí còn la lối. Theo mẹ của Kim Ngân, có thể trong quãng thời gian sống lang thang, Kim Ngân có thể phải đối diện với một cú sốc lớn, không loại trừ khả năng bị kẻ xấu hãm hiếp. Trong cuộc gặp gỡ giữa chị Kim Ngân và Mạnh Thường Quân mới đây, nữ ca sĩ bình tĩnh ngồi ăn cơm và thỉnh thoảng còn trò chuyện với Thúy Nga, dù câu chữ không rõ nghĩa. Tình trạng hiện tại của Kim Ngân là chỉ có tôi với chị ấy, nếu có người thứ ba đi cùng thì chị ấy sẽ lảng tránh và không thích. Vì thế, có nhiều khán giả đề nghị được đi theo phụ, nhưng tôi không dám cho ai theo. Nhiều khán giả muốn đến thăm chị ấy, nhưng tôi không dám cho. Tôi sợ chị ấy thấy nhiều người, phiền phức sẽ trốn luôn thì rất nguy hiểm. Trước giờ không ai dám quát Kim Ngân, nhưng tôi quát là chị ấy im luôn, thì Nga nói.